này ăn gà kho sả nha. Gà này nhiêu ký đây? 2 ký mấy à. Gà này gà gà vườn. Gà quần cái trứng gà. Nè. Đó, gà vườn ăn rất là dai, không phải gà nuôi đâu. Nuôi ăn thịt nó bở. Trứng là gà này có trứng đó nè, không? Mấy gà ăn được mấy bữa? Gà lục xả. Gà lục xả nè. Mới mần xong cái gì? Cá rồi nè. Nay nhà ăn tập này ăn gà, gà kho sả nè với canh bầu hả? Bầu luộc với cá, bầu luộc cá chiên. Bầu luộc cá chiên nè, cái này cá biển hả? Cá biển. Đậu bắp luôn nè. Ăn đậu bắp hoài luôn. Bắp chị bệnh. Này ăn gà này có trứng nè, đã không? Đó, còn tí. Đó, thấy chưa? Gà trứng nè. Gà này 2 ký mấy. Gà vườn thịt ăn rất là dai nha. Nó phải gà nuôi, thịt nó ăn rất là bở. Thịt này ăn dai. Rồi cái đùi nó cứ ngắt. Này, gà vườn chính hãng nè. À chưa, 2 ký mấy đó. 2 ký mấy là ăn được cũng mấy ngày đó. Thôi nhà mình nếu 2 ký mấy ăn chắc cũng 2-3 ngày vậy. Vì thế mình mới kho. Chứ mấy con gà nhỏ thì mình nghĩ mình sẽ luộc ăn cháo. Cánh đầu giò hầm riêng chứ không kho hết hả? Kho giò cánh ăn đâu ngon hầm. Là cánh nè. Cánh đầu à, là để nấu canh đi. Còn nhiêu kho? Hầm với măng. Giò cũng kho, giò cũng hầm giò luôn. Hầm, cánh với đầu. Ủa hầm măng chứ phải hồi nấu với củ cải lộn bầu luộc. Củ cải lộn bầu luộc hả? Vậy chút mâm hầm ăn măng hầm nữa hả? Chút nữa ăn cơm thì ăn cá chiên với bầu luộc. Rồi măng hầm chừng nào làm? Chiều làm. Chiều mới làm hả? Vậy ăn cơm mà làm luôn chứ. Dạ, ăn trước cái này cho nó lẹ. Đây là ăn hầm chiều mới làm. Giờ làm gà này trước. Dạ, ăn bầu luộc cá chiên. Cá chiên với lọc sữa, xúc xích chiên, hột gà chiên, bắp la. Ăn cho nó kiểu sáng cho nó trước đi. Ăn luộc luộc lâu gà dụm lên. Nó không biết cũ luôn. Sao nãy nấu mang rồi mua đó làm gì nữa? Này măng chịu mới nấu có 2 bột măng nha xíu sao đủ ăn. Trời. 2 bột măng đẳng hả? Ừ. Bầu này mình ăn chắc giờ nè. Đây là cái bịch sả và ớt, lát nữa mình sẽ băm nhỏ để mình xào với thịt gà. Thì cái điểm khác biệt lớn của cái loại gà vườn với cái loại mà gà nuôi á, thì khác biệt lớn nhất của nó là về cái chất lượng thịt. Này bạn thấy không? Cái con gà này nó rất là dai. À, các bạn nấu hay làm gì cũng rất là ngon. Còn cái thịt con gà mình nuôi á, thì thịt nó rất là bở. Ăn nó không có được ngon miệng cho lắm. Và thứ hai nữa đó là khác biệt về giá. Thì với giá những cái con gà vườn như thế này thì giá của nó tầm rẻ nhất là cũng 90.000 đổ lên, 90-100 mấy đổ lên. Đó. 100.000 đổ lên đi. Là những con gà vườn như thế này. Nó tùy loại trống mái nha, tùy nên cái giá nó có thể chênh lệch chút, nhưng nói chung là nó vẫn tầm 100.000 đổ lên. Đó là những loại gà vườn. Còn những cái loại mà gà mà nuôi á, gà vườn nhưng mà các bạn nuôi thức ăn hoặc là gà nuôi chuồng á thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Thì nó bằng tầm 60% giá của con gà vườn thôi. Ví dụ kia một cái này 100 thì thằng kia nó bán chỉ có 60.000 một ký thôi. Rất là rẻ. Và gà nhìn nó cũng tương tự nhau thôi. Này mình nhìn ở, nếu mà không chuyên thì nhìn cũng không biết con nào là gà vườn, con nào là gà nuôi đâu. Nhìn ngoại hình nó giống nhau mà. Chủ yếu là người bán mua những cái chỗ tin cậy đó, họ đưa mình đúng cái loại gà mình cần thôi. Giá nó trên lời rất là nhiều. Con kia chỉ bằng 60% của con gà vườn này thôi. Chất lượng nó khác biệt rõ ràng.
Nếu có điều kiện có tiền thì đương nhiên là ăn những con gà vườn này nó ngon hơn rất là nhiều, thịt nó rất là dai, rất là ngon. Gà kia thì nó bở lắm, ăn không ngon đâu. Gà này mình không nấu cái gì đâu, kẹt măng. Làm đi. Gà này mình không nấu cái gì đâu, kẹt măng. Làm đi. Quá trời trứng luôn kìa. Đã không? Cắt ra chứ. Cắt lấy cây ra, ra cắt ra. Đó hồi mày nấu canh hả? Này là làm này xong chút rồi mày chặt bụt mang. Ồ rất gà gà. Tấm thớt này nhỏ quá, muốn mua tấm thớt bự hơn. Tấm thớt bự hơn. Từng khúc thôi. Ghe đi mình chặt con lợn nó dễ chặt. Chặt con đôi. Gà hai ký mấy quá trời.
bơm xả nó khác khô gà. Mình sẽ lấy đồ mình, giờ mình sẽ lấy đồ mình ướp ướp gà. Có nước màu, dầu, muối, nêm muối, muối. Cái này kêu đường nữa, lấy cái này ra trước. Đúng rồi, gỡ trái quá trời. Xào gà, xào cho nó săn rồi. Xào nước củi đỡ hao ga. Không để lên xào đi, bỏ ăn chi bỏ bớt hả? Đây đưa cái ấy là củi nó lẹ nóng. Này hả? Nguyên chảo đó đây để chưa. Tổ à Dương ơi. Này có tổ nè mình, chứ xào luôn. Xào lá cho nó xăm, sang rồi ướp.
cho vô miếng nước màu đó, xào lại tiếp. Không có nước màu vô đỏ là liền. Thêm miếng nước màu nữa. À, đường ăn tiểu đường chết. Ăn ghét quen chứ có gì. Rồi đó bắt giờ thấm rồi bắt đầu mình bó muối đường vô nêm dừa ăn. Nêm với nước mắm. Ồ quá trời đường ha. Nêm muối gì? Nêm muối đó hả? Muối sao? Nè. Bây giờ miếng nước muối rồi mình thêm miếng nước mắm cho nó thơm. Rồi nước mắm còn nguyên đường. Mắm to cho nó thơm. Mắm với muối cái nào con cũng được. Mắm thì nó to nó thơm. Giờ bỏ miếng nước mắm vô được rồi đó. Tròn nhiều nha. Xào lát nữa cho nó thấm rồi đổ nước vô cho nó mềm gà. Nè, đổ nước vô gà. Giờ mình thấm nước mắm rồi mình đổ vô miếng nước cho nó sền sệt. Nước rồi ăn gà cho nó mềm gà. Gà hết rồi xài nước nữa không? Đã chưa? Sôi ù ù ụt luôn. Im lại. Đây. Nhìn đã hả? Chắc cũng gần chín rồi đó. Để em chút xíu nữa, chừng 2 phút hay 5 phút thì nó nhát xuống ăn được rồi. Đây là ăn buổi chiều. Cái đầu thịt gà nãy nè, để ăn thử nha. Nè, cái gà vườn không? Cái da của nó không cũng rất là dai rồi đó. Da thấy ghê như da heo vậy. Thử miếng da luôn. Dài kinh khủng. Nhìn nghe kẹo cao su quá. Nó bị xả nữa, nó thơm. Thử miếng thịt đi. Dạ này các bạn nấu hơi lâu một chút cho nó mềm tí. Da nè, thử miếng thịt nha.
thịt nó rất là dai luôn, nó rất là thơm, đúng là gà vườn số 1. Thịt dai đã, chiều ăn cơm với cái này với canh măng với những cái xương xương của gà của cái này nè, bỏ vô chuồng hầm với xương hầm với măng á, ăn với cái này là cực kỳ ngon luôn. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè, nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.